hãy yên tâm, cứ cố gắng thôi. Bây giờ mình muốn là chính khách hàng của mình là người chia sẻ số. Em chia sẻ với mọi người là cái chỉ số em đã giảm được trong vòng một tuần là bao nhiêu, rồi đồ đạc của mình đã thay như thế nào này. Thì trước đó em là nó phụ em mới sinh xong ấy, em là to ạ, thì em không đến lúc em không thể không thể giảm cân lên ý thật sự ấy, nhưng thế là mẹ em bảo là thôi con lớn hơn chút thì thôi đi làm, thì em mình đi làm, cứ em đi làm đấy, thì bắt đầu em mới dám đến đây, bắt đầu em mới dám cân đấy, không được cân đâu, không dám lên giảm cân luôn, không dám giảm cân quá nhiều quá đến mức mình sợ. Không dám lên cao. Từ em làm đến đây hơn tuần thì em giảm từ đến hiện tại bây giờ em xuống 51. Thì em rất vui không biết đâu bây giờ. Nói là hôm đầu tiên chưa chia sẻ ngay là em cũng bị khó thở. Em phải uống thuốc, em phải uống thuốc nha mẹ. Còn đấy là em chưa nói với anh. Em ngày nào em phải uống thuốc và em chỉ dung thì em mới thở được. Thế là từ lần em làm này em không bị nữa. Sinh nhở quá em bị khó thở. Thế em đi khám thì người ta bảo là khó thở mình phải lên. Là em phải uống thuốc. Tức là em phải dùng thuốc mỗi ngày cho cái việc khó thở của em đúng không? Phải làm dung là như thế nào để em tối em phải dung thì em mới thở được, em ngủ được. Thế à? Hôm nay là mới được biết thông tin này đấy. Tại em lại trẻ xong ấy thì em lại kéo dài tinh hàng tháng ấy. Em kéo được đúng 9 tháng rồi. Lúc làm cho xong không bị nữa. Không, em thấy không hiểu sao nữa, em không phải uống thuốc mà em không dùng nữa. Quá là chồng em cũng mừng đúng không? Nó nói em là sao mà em kiểu bằng ít tuổi như thế mà đã bị như thế. Chưa đi được ấy, nó là đâu. Lần mẹ em bảo là thôi cố đi, hai sữa con thì đi. Em dễ đến đây chứ. Đến đây không ngờ là mình là khỏi. Thật ra nghĩ là chắc là em lo sức khỏe và là sức khỏe cho em mà em lo đến con đúng không? Đó. Em cần phải lo cho con em về sau đúng không? Em vừa với con vừa nghĩ là không thở được anh ạ. Nghĩ là nó chèn nói, nó phải ho lên thì bắt đầu mình thở được. Chứ anh cứ nghĩ là em sợ làm sao ấy. Nhưng mà cứ không sợ phải là đúng rồi, kia. Vừa rồi là một chia sẻ để nói rằng là rất là bản thân định của Vietgram cũng rất là vui và cũng cảm thấy rất là xúc động với những chia sẻ rất là chân thực của bạn khách hàng đây. Và về phía Vietgram thực sự là cũng rất là hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ hỗ trợ cho bạn khách hàng đấy tối đa để làm sao cho bạn ấy có thể có được cái thực sự là bây giờ còn nói về vấn đề về hình thức thì nó không nói nữa, nhưng mà vấn đề sức khỏe của bạn ấy đã được cải thiện rất là rõ rệt rồi nhá. Thì rất là cảm ơn quý xúc động quá phải không? Đến đây là yên tâm rồi. Thực ra là khi mà trong 4 năm anh điều trị ấy, thì khi mà anh tốt cho khách hàng của mình ấy, thì anh cũng rất là hạnh phúc. Và anh biết là khi mà em đến với anh ấy thì em cũng có những cái vấn đề lo về con nhiều đấy, cũng lo vấn đề về sức khỏe của em sợ là em có cái vấn đề gì lo cho con mình đúng không? Thôi thì cố gắng nhá, cố gắng. Nhưng mà đến đây như thế là gặp được các chuyên gia là chỉ là đúng bệnh rồi. Yên tâm đi, em yên tâm đi. Chú ý cái quy trình của mình á, thì anh muốn hỗ trợ cho quý đến phút cuối cùng để cho mình em có thể có cái sức khỏe của mình để lo cho con nhé. Trước khi đi như nhà ông xã nhà chị bảo em béo nhưng mà có bệnh thật gì đâu, thì em bảo bây giờ mình chưa có bệnh thì mới phải phòng. Còn nếu khi có bệnh rồi thì chắc là, có, đúng không? Chắc là em thì cả gia đình của hai bên đều lo cho em hết đúng không? Lo lắng cho sức khỏe của em đúng không? Đó là mẹ cũng đưa bạn đến lo cho mình. Thôi thì cố lên em nhé. Bây giờ chỉ biết là động viên cho bạn ấy thôi, làm sao mà cố gắng nhé, phải lạc quan lên nhé. Đừng có phải suy nghĩ bây giờ, hãy lạc quan lên nhé. Mình cô Lan sẽ cố gắng hỗ trợ cho quý tối đa nhé. Nếu là em lên cầu thang thì em lên, em phải uống thuốc, em phải nằm bước lên cầu thang.
không là lúc đấy con lên xong mình ngồi giường tức con xuống giường luôn mà chính là con không thở được thế là con xuống mình mới thở được bé con ấy không được thở nhiều khi đêm không đang nằm mình phải dậy ngồi Thì vừa rồi là Viện Thẩm mỹ Korea có trò chuyện với hai vị khách hàng đang trong quá trình giảm mỡ. Và những thông tin khách hàng chia sẻ ngày hôm nay thì khán giả cũng đã được nghe rồi. Viện cũng không biết nói gì cả. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nhé. Và hy vọng rằng mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ cho Viện Thẩm mỹ Korea. Cảm ơn chị Mười và cảm ơn quý rất là nhiều nhé. Cố gắng lên nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé.